Chào anh. Ủa, bác hôm nay như phòng bác có cái tủ lạnh mới hả bác? Ngon quá ta. Tủ lạnh này mua bao nhiêu hả bác? 5 triệu 490 ngàn. Dạ. Tủ lạnh này hiệu Pepco hả? Cái này mình để chiều hả? Hả găm chui điện nha bác. Tại ga của nó. Tao đo nè. Tao đo đặng mình. Ủa sao? Sao không quay cho cái đít nó ra ngoài á? Cho cái gì điện nó vô. Hả? Đó, không quay. Có gì đây nè, gì đây mở gì nè, nó không. Cho nó rộng cái đường này nè, biết không? Dạ. Yeah. Vậy này là này. Phải giờ ổ điện xích xuống đó mới vừa á. Có cái gì cột này. À. Đó là điện đó. Bác lần đầu tiên bác ra mua tủ lạnh hả bác hay sao? Cô có một cua vịt cường Mỹ có tặng hai cái tủ lạnh đúng không bác? Cho bà cho 400 đô mà chia ra đổi rồi được 100 gì đó. 9.500 mà tủ lạnh của bác là 5 triệu mấy? Cái này 5.490.000. Vậy bên đấu bên dư bao nhiêu đâu? Ủa vậy thì sao mà mua thêm một cái tủ lạnh cho anh chẳng được? Cái nhỏ. Cái nhỏ hơn. Tại vì tôi ở nhà trọ này, thành ra cái này nó không hao điện nè, còn kia hao dữ lắm. Ngày tới 2 kg, 2 kg mấy. Vậy là của bác là loại to, còn của anh không phải, loại nhỏ. Dạ, loại nhỏ. Loại nhỏ, cái này cũng nhỏ luôn. Nhưng mà nó hao điện, cái này không hao. À dạ. Hiểu cái không? Này thì xịn hơn, còn cái kia thì nó dở hơn một xíu nên nó hao điện đúng không bác? Nó tốt hơn. Dạ. Chưa có mua. Dạ. Vui ha bác ha, có tủ lạnh rồi mình để thức ăn rồi để đồ vô để mấy bữa nó bác ha. Có gì mừng lắm mà. Đi chợ rồi cũng hạn chế mà đi chợ một lần rồi mình để vài ngày luôn, đi lại nó đỡ cực bác ha. Khỏe lắm rồi, nói chung có cái tủ lạnh mình thấy nhiều khi mình có cái này cái kia mình để vô á. Vậy là hình như hôm nay bắt đầu cũng đi bán trái cây đúng không bác? Bữa nay nó nghỉ nó gì dữ rồi. Dạ. Vậy là hết sạch trái cây luôn, không còn dư một ký nào cho bác bán luôn. Nó còn có ít thôi, chừng vỏ chừng chục ký thì chắc không khác gì dữ quá. Ở cho thương lượng như cho mẹ nó đó. Dạ. Mấy em gà đâu có cho mẹ nó bịch nào đâu. Vậy là bà bác bữa giờ chưa review chưa được ăn luôn. Chưa ăn luôn hả? Tôi cũng quên thuốc nữa. Tôi thì bữa nào mấy trái hư đó tôi cũng ăn hết. Bây giờ tôi quên, để cho mình không nhớ tới là được không? Con thấy hôm bữa bác nấu cháo thì hôm nay bác có nấu cháo tép không? Wow. Này là ông bác đi lựa luôn hay sao? Mình thích coi cái nào đó, bị mình ở nhà trọ mà nghe nó bị mình làm cũng chưa biết là nó như thế nào, thành ra hao điện quá mình đâu có dám đâu. Dạ. Cái này nó không hao. Bác ơi, cái này mà thời tiết nóng quá bác, mình mở tủ lạnh ra cho nó mát không? Nó cũng nhỏ hơn tủ chứ à. Nhỏ hơn hết nè. Có lớn hơn so với cái tủ lạnh hồi xưa ấy, dùng không? Nhỏ hơn cái tủ lạnh ở nhà mà. Nhỏ hơn hả bác? Bánh em. Vậy bây giờ có tủ lạnh này, giờ ông bác còn thiếu cái món gì nữa? Suy nghĩ coi. Rồi gì có tủ lạnh nữa rồi biết. Ở nhà trọ nhiều quá mình đâu có thích ăn ở chỗ đâu phải không? Dạ. Không, bác phải ăn cơ lạc nghiệp chứ bác. Dạ. Nhiều khi người ta đủ bất tử rồi chở đi mệt mỏi lắm mà. Mình sao ở sao đủ được? Nhiều khi nhà cửa biết đâu à. Nhưng mà bác thấy ở cái phòng trọ này ông bác nó có yên tĩnh rồi. Được, yên tĩnh được. Đường đi bác biết hết đường đi ở khu này chưa? Chưa bác? Đâu, chưa đâu. Chưa hả bác? Dễ gì? Dạ. Từ từ mình mới biết được. Thuộc gì thuộc lòng, vì cái đầu mình bây giờ nó
bị đó lật xe nó quên trọng gì nhớ nó thẳng gì đó cho sĩ hổ tên bay mất công á quên nó không nhớ nổi kỳ chứ mọi lần thì tôi nhớ mà bây giờ hết nhớ rồi bị gầu cái đợt này cái muốn khùng nữa thiệt mà vậy chứ nhà cửa tự nhiên banh chành té bẻ hết trơn rồi không còn gì hết trơn rồi thấy rồi lớp con cháu nữa rồi nó lên trên này rồi tao ở dưới á bởi vì mình mới gầu á rồi rồi sáng hôm nay á chồng về dưới có nói gì với bác không bác không có nó đi dưới đặng nó làm giấy kết hôn á sao ngày hôm qua tối ngày hôm qua anh chồng gọi cho tụi con nói hai chồng cãi nhau rồi ly dị nữa ai anh chồng mới là tối hôm hôm luôn ừ thì hôm hôm á bực bội lắm rồi hồi hôm mà cãi nhau rồi sáng nay đi kết hôn hả ờ đi kết hôn mời nó quất luôn không chừng hết biết à bác có biết cuộc đỏ là điên nào hả bác có biết cuộc đỏ là như thế nào không bác cái cuộc cãi nhau của anh chồng với chị Thùy bác có biết cuộc đó không không biết bởi vì lúc nào á thì con Thùy nó lúc nào cũng trên cơ anh chồng cũng như hiếp đáp á nó thẳng vậy đó cái ý nó muốn sao là thằng này phải chịu còn không ấy là không được nó nói vậy thôi nó cũng khổ của nó bây giờ mình nói đâu được chuyện hạnh bác, phúc gia đình của nó mà vậy ông bác cho con hỏi nha thì anh chồng á nguyên một cả ngày đi làm bán trái cây với lại mà phụ ông bác đẩy tới đẩy lui rồi đi giao hàng cho người ta rồi tối anh chồng về phải lựa đơn hàng ra thì khi mà chị Thùy á là nói anh chồng á đi bán rồi về không có phụ lo cho mấy đứa nhỏ mà cứ ngồi bấm điện thoại thì ông bác nghĩ sao vậy chị Thùy thôi mình nói chi bỏ đi chúng nó đã nó dở rồi còn nói gì nữa nó dở thì thôi mình ai không biết rồi tối qua anh chồng đòi đi cưới vợ khác thế có mỗi lần cãi nhau mà cưới là nhiều bà vợ lắm bác ha mà tối qua đòi cưới vợ khác mà ngày hôm nay đi kết hôn hả hai chồng ổng lộn xộn quá sáng nắng chiều mưa mà chưa lâm râm nó con Tô Linh giống mẹ nó đó mày thấy không dạ cà lơ kỳ lắm ba hồi gì ba hồi khác khó tự chịu lắm chứ không phải như người ta dạ đó cái gì cái một cái này nó tự nhiên có chuyện hoài thôi lâu lâu làm có tiền là nó phải kiếm chuyện đặng nó về mẹ nó đó nó vậy thôi hôm qua chị thì nói định là ông ẩm mấy đứa nhỏ đi về quê ở với bà bác ở dưới quê luôn bả thì cục giò bả nuôi nổi không hả về thì được rồi ẹo với chồng con làm chuyện cho người ta cười không à dạ bởi vậy biết nó làm sao bây giờ nó về dưới nó với mẹ nó làm gì sống nó không phải khi dễ phải không đúng rồi không lẽ đi bán với số đẩy mẹ đi bán với số nó mà nó khùng lên rồi nó đẩy bả xuống kinh luôn không có thiệt chứ bộ vậy chứ cà lơn không à cà lơ cà láo gì đâu không chết luôn con người phải lên đây thì phải tiến bộ sửa đổi rồi mà tao thấy cũng y gan vậy chết mẹ đá hiện tại đang có anh chồng đang có công việc rất là ổn định rồi thì hai chồng nương nhau mà sống tự nhiên cái nào mà kiếm chuyện miết luôn anh chồng đi bán về còn thì cũng muốn chúng kiếm ghét chuyện. Bây giờ tôi hỏi đương bằng ăn được mà ngặt cái vụ giấy tờ thì nó đi về phải rồi dạ cái đó mình không có nói mà điều hồi tối cái gì lộn á xàm không làm chúng biết không mà con thấy là từ lúc anh chồng lên đây tới giờ là hình như là hai ba bữa là cự lộn hai ba bữa là cự lộn tao hôm qua tao mấy phút nó lì quá tao quấn nó ba rồi tao đứt ruột quá trời cưng lắm á thấy gì bị cháu mình khờ dại mà dạ. Bởi vì nó mới lì lộn nó bắt trước con Tô Linh lì quấn ba rồi á thấy gì chứ thương cháu lắm sáng mua cho nó chai sữa rồi sáng nay ông bác có qua bển không quánh nó gì chứ nó đâu giận nó cũng thương nội à sáng nay ông qua ông bác có qua bên bển không có qua hai lần lận rồi lần trước thì Châu Phi cũng ngủ dạ sao nó thích dạ. Bác ơi hai vợ chồng cãi nhau như vậy có bao giờ bác ngồi rồi bác hòa giải rồi bác không giải thích cái chuyện đó không có chuyện
chuyện gia đình của nó riêng tư, mình không có xía vô làm gì. Nhưng mà làm cha làm mẹ mình không, không được, mình đồng ý mình nói được nhưng mà thôi đừng nói mít lòng đó. Phải không? Mình xử lý không được chuyện đó đâu. Bởi vì chuyện của nó thì nó biết. Bây giờ hồi đó giờ mình đã ngậm cay nút đắng nhiều rồi, nhưng mà chấp nhận để cũng như hy sinh lần này là hết nhà cửa luôn á. Dạ đúng rồi. Vậy là tôi đã xong rồi, chứ còn gì nữa mà nói. Tôi không còn gì của tôi nữa. Đi rồi mày thấy không, nhà cửa tao hai đứa cháu lại tới quay đó biết đó. Dạ. Bây giờ sạch sẽ không còn gì hết. Tới mà đồ của tôi là cần thiết, mà đồ đi làm nghề mà tôi còn bỏ hết, cho tụi nó hết. Mà nó còn chửi mắng nữa không chừng. Xã hội không. Con cháu tôi mấy đứa nó đó, yeah. Nó chửi một giọng đó. Cũng con cháu không à. Bác đâu khi con nghĩ buồn không bác? Mình bán nhà rồi mình đi xin cho con cháu nhiều như vậy. Đâu có buồn ý gì. Nghiệm nghiệm cái nó chảy nước mắt vậy thôi. Chứ bây giờ sao bây giờ? Bây giờ mình có lá trời, lá đất thì cũng tan nhà nát cửa, nó thẳng vậy đi, không còn gì nữa. Wow, giống như dồn cái đường cùng. Con đường cuối của mình. Nhưng mà con thấy, theo con thấy nha, là hai ông bà bác rất là thương con cháu. Vậy nên là cháu những cái không? Số tiền mà hiện tại mà phải bán nhà đi thì cũng vì lo cho con trả nợ này kia, thì cũng mượn nợ đó thì cũng lo cho con thôi. Nhưng mà đúng như người ta là chị thì là con dâu là đúng là rất là thương ông bác với bà bác. Nó không biết đâu, nó dở lắm. Đã tao nói nó cà lơ mà, nó chỉ biết thân nó thôi. Dạ. Nó gồm bó cho này kia, cho con, cho cái nó nhiều đó à. Với mẹ nó rồi vậy chứ nó không có nghĩ gì khác hơn đâu. Cái đó nó bằng sự thật. Theo như người ta là người ta phải thương ông bác. Bây giờ tôi hỏi xã hội nè, đồng ý ai cũng biết là đồng tiền. Dạ. Mình sẽ tạo ra đồng tiền để làm lên. Cực khổ như tao à, cực khổ vợ chồng tao, cực như con chó, nói thật. Ban đêm ban hôm mưa gió bán năm này tháng nọ bán xôi. Hồi trước bán còn cực nữa, bán nội đi lấy chén tô bánh canh đồ đó là đợi nữa đó. Còn nhiều khi về mất mà tô phải được tô nhẹ như bây giờ, tô đá không. Hồi lúc trước á, mấy năm trước á, hồi đời cổ lũ sĩ á, chứ phải mà có được như bây giờ. Gánh mà mưa là lội ngang đây nè, nước á, cái nào sâu quá là tôi gánh. Tôi cao quá tôi gánh, còn nó gánh là té chết à. Chỉ qua cái bậc đó là bắt đầu nó cứ gánh tối ngày rồi. Còn tôi bắt đầu mà tiếp nó vậy rồi là tôi đi chạy xe đi lượm mũ. Mà nói ngay, mình sống trên xã hội có người thương người ghét, như tôi đi tới đâu thì nó ngay hỏng. Cái vụ ghét không có thiệt đó. Ta thương ta cho mũ cho đồ chứ không có ai ghét hết trơn. Bởi tôi thề với lòng tôi không có bỏ. Theo đúng là tôi không muốn bỏ cái nghề ve chai, nó không bao nhiêu tiền đối với tôi. Người ta làm mấy triệu rồi không biết kệ người ta. Còn tôi ngày có thể được 100 ngoài 50-60, có nhiều khi 25-30 ngàn nữa. Cái đó mà mình thành thật đi lượm mà. Nói thẳng cô bác cũng biết đó. Tại sao tôi đi lượm mà không có đời nào mà 3-4 triệu không có luôn. 2-3 triệu, triệu mấy không có. Có chiếc khóa không bây giờ có 100-200 là mừng thấy bà rồi. Cái đó là sự thật vậy. Ở xứ tôi biết mà. Bởi vì mà ông Hùng Sen rồi đó, mấy người dựa đó thương tôi lắm. Thằng Trọng lại giờ thấy dầu nó làm uy tín hay chứ không, mấy người đó không có thương bằng. Bởi vì nó hay lất khất. Còn tôi nói xin lỗi tứ mã mà, tôi hỏi tiền người ta vẫn đưa. Biết khổ vậy mà hỏi là đưa, bởi vì mới tàn mạc đó. Hỏi là đưa, người ta thương. Ta biết ổng không cỡ nào, ổng cũng không có gì tầm bậy. Yeah. Cái đó là uy tín con người. Cái đó là sự thật nó vậy.
dù cực khổ cỡ nào cũng gắng vượt qua cái đó. Rồi bữa nay ông không có bán đó thì bữa nay có ăn được ngủ chưa, ngủ ngon không? Không có ngủ. Sáng giờ không ngủ luôn hả? Lội tới lội lui tính đi, mình đi kiếm mua chừng hai cái quần, cái lội mà đi biển á, nó mau khô á, giải bằng giải mà giải giống như giải dù, không phải, nó bằng giải của Thái á, đi kiếm mua mình lội hoài không có. Tính là đồ ấy không à. Cái lội đó tốt lắm, dễ tỉ vì tắm ướt hết chân mình mẩy luôn, là đi ra gió một chút xíu à, khô gan hết trơn á. Bởi vì tôi chịu cái đó đó, mà nó bận nó không có nực, mà không có nóng như giải dù đâu. Yeah. Nó không phải giải dù, nó còn giải gì á, mình không hiểu, của Thái á. Rồi sáng giờ ông bác ăn gì chưa? Vợ tôi mới đem về dĩa cơm đó, đó. Nó ăn còn chút đó. Yeah. Tôi cũng ăn rồi, nấu cháo. Rồi thấy nó đem cơm về, tôi thấy mình ăn cháo với mình đi hai cái vỏ yếu nhất à, thì thôi ráng ép nuốt cơm. Yeah. Chứ theo đúng mà nó không có làm gì thì tôi bị nó mới nãy nó châm phê vậy. Ông bác nấu cháo mà trộn cơm vô á cho nó trơn trơn mình dễ nuốt. Không phải vậy, thì cơm này ha. Yeah. Để lên bắt cho nó sôi chừng 3 phút à. Yeah. Rồi tắt cho nó mềm ra, cho nó hơi thôi chứ. Yeah. Không có mềm quá. Yeah, yeah. Mềm quá là vậy cũng như mày ăn cháo rồi đâu, sức khỏe. Yeah. Nó ngộ vậy đó, cho nó hơi vừa mềm phía ngoài còn phía trong nó vậy đó. Vậy con thấy ông bác ăn canh khoai ngọt á, nó trơn trơn mình dễ nuốt. Rồi đúng rồi, cái đó thì ăn thường lắm. Dạ. Mỗi lần nó ăn thường, này bị nó đi làm cho người ta chiều tối nó mới về không. Dạ. Bác ở nhà cả ngày bác có buồn không bác? Buồn chứ. Dạ. Kiểu mà ở trọ này mà kiểu mà ở dưới quê á thì được đi tới đi lui thông thả. Còn lên trọ mà những người già mà lên trọ này nói chung là giống như mình ở tù ấy. Ở đây là bốn bức tường không? Người ta cũng ở nhà trọ như mình, người ta cũng đóng cửa rồi mình cũng đóng luôn. Dạ. Chứ mình ra đâu có ai đâu. Giờ mình thấy mấy cánh cửa đóng luôn. Cái đó sự thật. Đây nhìn qua nhìn lại bốn bức tường. Anh biết sao ban ngày người ta đi làm, công nhân người ta đi làm đóng cửa. Nó tối 5-6 giờ người ta đi làm về. Người ta mệt mỏi ha. Nó ngay như cuộc sống nghèo. Bác tính nhà ở đây được hơn tuần bác ha. Ừ. Nhanh bác hả? Ngày qua ngày mấy hồi. Dạ. Bác còn nhớ quê không bác? Làm sao quên được con. Dạ. Tôi có thằng em thứ năm ở quá xa. Dạ. Ở tới xã Đô Phố rồi. Dạ. Nó tên Thanh. Năm Thanh. Mà mình ở nhà kia một năm không à. Quá xa biết chừng nào. Về lên trên này Sài Gòn thì tôi chưa có gành đường, tôi chưa có chạy lại được. Bữa nào quẩn á rồi lại tôi kiếm nhỏ gái tôi ra. Con gái bác hả? Ở quận mấy hả bác? Quận 5 Hòa Bình. Dạ. Bác có địa chỉ với số điện thoại không? Thôi đừng nói trên này. Dạ. Không có điện thoại thôi là bác có đúng không? Dạ bác có gì bác kiếm. Số điện thoại không có đâu, mất tiêu hết trơn. Hồi mỗi lần nó xuống được mấy lần, với phần tôi không có điện thoại á, nó điện với nhà ngay chân bác hai nó thôi rồi. Bả hồi đó bác, hồi đó tới giờ bả kỳ lắm, con người khó khăn là khó khăn tới chết thôi, đụng ai cũng khó được hết. Dạ.